mà. Đây, các bạn nhé. Hôm nay là mình không quay được cả cảnh ngoài đông mà. Bây giờ mình sẽ đổ ra cho các bạn xem. Em đổ thấp xuống. Ông xã nhà mình giờ mới về. Đổ cho các bạn là theo dõi. Mua con nó già. Hôm nay ông xã nhà mình về hồi muộn, lườn rất to rất đẹp. Ấy đường. Lâu rồi ông xã nhà mình mới có cái video lên cho các bạn theo dõi, bởi vì là ông gia nhà mình nhỉ thì làm viện đấy, lườn rất là to. Đây thùng rồi các bạn ạ, lắc luôn chưa rút hộp. Đấy, các bạn thấy lườn chưa? Chan, chan thung rồi. Ôi trời ơi. Lườn này cũng đẹp đấy. Đi buổi đâu nơi này là ổn rồi các bạn. Mình rôn ống, mình rửa luôn ống các bạn. Đây lườn ạ. Rồi, con à? Hết rồi. Bây giờ mình sẽ về quay nói với phần hòm các bạn nhé. Các bạn nhé, mình nói với phần hòm này. Đấy, mình ướt hết cả quần. Sụt cái mà ướt hết quần. Chè mình vừa lấy về. Chè rất đẹp. Rồi hòm nhà mình làm này nhé. Vào mua nước rồi đấy các bạn. Mình rất chi đầu kỳ. Đó là chùm 48. Rất chi đẹp. Mà chắc chắn nhé. Đấy, hôm qua hai vợ chồng mình cũng làm mà khuya để kịp hàng để gửi cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại số điện thoại nhé để mình điện. Rồi mình chào các bạn nhé, hẹn các bạn đến video sau nhé.